Xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 18, ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo. Và bài tập môn toán lớp 5, tập 1. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì hai bộ sách của lớp 5 thầy đều đã làm cho các em rất là chi tiết, rất là đầy đủ rồi. Hãy tìm theo bài, theo chương hoặc là theo trang để chúng ta học nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 24 nào. Đấy, chúng ta sẽ đến với cái bài hôm nay nè, thì yêu cầu nè. Biết rằng 14 người xây xong tường rào quanh trường thì phải mất 10 ngày. Các em quan sát nè, 14 người thì hết mấy? 10 ngày. Nay nhà trường muốn xây xong cái tường rào đó trong một tuần lễ. Một tuần lễ là mấy ngày các em? 7 ngày đúng không? Đấy, phải chú ý những cái đơn vị nhé. Thì cần bao nhiêu người làm? Và biết mức làm của mỗi người là như nhau. Tức là gì? Cái người này kể cả làm trong 10 ngày hay làm trong bao nhiêu? 14 ngày thì cũng đều gì? Như nhau hết. Đúng nào? Vậy thì để giải cái bài toán này thì chúng ta biết đây là dạng toán gì các em? Rút gì? Cũng là toán rút về đơn vị đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta không thể lấy nè, 14 người thì trong bao nhiêu? 10 ngày thì chúng ta không thể rút là một ngày có bao nhiêu người được đúng không? Mà mình sẽ thấy nè, 14 nè so với gì? So với 7 nè các em. Đó, chúng mình phải biết là như vậy nhá. Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ phải có nè, một tuần gì? Các em phải biết được cái từ này đã nè. Một tuần lễ thì sẽ là mấy ngày? Bằng 7 gì? 7 ngày, đúng không? Đó, nhớ là một tuần lễ thì sẽ là 7 gì? 7 ngày. Vậy giờ thì yêu cầu mình tóm tắt nè. 14 người, đúng không? 14 người nè, thì hết mấy? 10 ngày, đúng không? Vậy bây giờ người ta muốn trong bao nhiêu? Trong 7 ngày đây nè, đúng không? Thì cần bao nhiêu người? Đó, được chưa? Hiểu không nào? Thì để giải bài toán này thì chúng mình chỉ việc làm sao? Chỉ cần biết được 14 người. Hay là gì? 10 ngày so với một tuần lễ là bao nhiêu? Đúng không? Hai cách để chúng mình gì? Làm nhé. Đúng không? Đấy, vậy thì mình có thể làm bằng hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ làm gì? 14 à, xin lỗi, 10 ngày so với 7 ngày. Cách thứ hai mình có thể lấy là gì? Rút về đơn vị. Rút về đơn vị kem đỏ một tuần lễ ra bằng mấy? 7 ngày. Vậy thì muốn xây xong cái này nè, trong 10 ngày thì sẽ cần bao nhiêu người đấy nè? Đúng không? Thì chúng ta sẽ nhân lên. Như vậy thì muốn xây xong cái tường này nè, trong 1 ngày thôi thì chúng ta sẽ lấy 14 nè, nhân với 10 thì nó sẽ ra. Như vậy thì muốn xây xong cho 7 thì chúng ta lại làm phép tính gì? Tính chia. Đó. Vậy thì cái cách mà chúng ta làm ở đây thì có thể một trong hai cái cách như vậy. Thì tùy các em, chúng ta có thể làm cái cách nào cũng được nhé. Như vậy ở đây chúng ta đã thực hiện đây thì thầy sẽ làm cách đơn giản nhất nè. Một tuần lễ thì bằng mấy? 7 ngày. Vậy thì giờ là gì? Muốn xây xong nè. Muốn nhá, xây xong nè. Cái tường rào bao quanh trường thôi, mình chỉ ghi là tường rào được rồi nhá các em. Tường rào trong bao nhiêu? Trong một ngày. Đó. Muốn xây xong tường rào trong một ngày thì phải cần gì? Cần số gì các em? Số người là. Đó. Cần số người là. Thì các em sẽ lấy cái gì đây? Lấy 14 này, nhân với mấy? Nhân với 10. Đúng không? 14 nhân với 10. Như vậy muốn xây trong một ngày thì chúng ta phải hết bao nhiêu? 140 người. Được chưa? Đó. Được chưa các em? Rồi. Vậy thì trong một ngày thì hết bằng này. Bây giờ trong bao nhiêu? Một tuần lễ.
Vậy, vậy thì để gì? Vậy thì muốn xây xong. Muốn xây xong nè. Cái tường rào. Muốn xây xong cái tường rào này nè. Trong bao nhiêu? Trong một tuần lễ, đúng không? Hay là 7 ngày đấy các em? Cũng là trong một tuần. Tuần lễ thì sẽ cần số người là. Được chưa? Đó. Thì mình sẽ lấy cái gì đây? 140 nè. Các em chia cho mấy? Chia cho 7. Như vậy 140 chia cho 7 thì được 2 gì? 20. Như vậy sẽ cần 20 mấy? 20 người. Đúng không? Và đến đây chúng ta ghi cho thầy đáp. Đáp số nhé. Như vậy muốn xây xong trong một tuần lễ thì chúng ta sẽ cần là 20 người. Được chưa? Rồi vậy thì đây là cái cách 1 mà thầy hướng dẫn cho các em. Ngoài ra chúng ta cũng làm cái cách thứ 2. Thì cái cách thứ 2 chúng ta sẽ đưa về dạng gì? Tỷ số đấy các em. Đúng không? Cách thứ 2 chúng ta đưa về tỷ số. Thì tỷ số thì nó sẽ thành cái phân số nó hơi lẻ tí. Đúng không? Tức là 10 ngày gấp 7 ngày số lần nè. 10 ngày nè. Đây là cách 2 nhé các em. Không có nhiều em này bảo không biết ở đâu ra. Đây là cách 2. Các em tham khảo thôi. 10 ngày thì gấp 7 ngày nè. Gấp 7 ngày số lần là. Được chưa? Đấy, vậy thì nó gấp số lần là thì chúng ta sẽ là bằng bao nhiêu đây? 10 chia cho gì? 10 chia cho 7 đúng không? Đúng không? 10 mà chia cho 7 tức là nó sẽ bằng mấy? 10 phần mấy? 10 phần 7 lần. Nó sẽ là một gì? Một phân số như thế này. Được chưa? Vậy thì để xây xong. Cũng lập luận này. Để xây xong tường rào trong một tuần lễ cần số người là, đúng không? Cần số người sẽ là. Thì các em sẽ lấy cái gì đây? Lấy cái gì các em? À đúng rồi, chúng ta sẽ lấy là 14 nè. Các em nhân với bao nhiêu? Nhân với số lần gấp của nó là 10 phần 7 nè. Vậy thì có phải là bao nhiêu? 140. 140 chia cho 7 đúng không? Thì có phải là bằng 20 gì? 20 không? Và đơn vị đây sẽ là người. Đó, như vậy đây cũng là cái cách thứ hai các em có thể tham khảo nhé. Đó, cũng bằng bao nhiêu đây? Cũng đều có kết quả là 20 người nha. Được không? Đó, nhưng mà cái cách thứ hai này thì cái con số lúc đầu đấy nó sẽ không được đẹp lắm. Tuy nhiên nếu giáo viên hỏi các em có cách nào không thì chúng ta sẽ xung phong. Được không? Rồi, mình đến bài số 2. Đầu tháng nè, bếp ăn của nhà trường dự trữ đủ cho 100 học sinh bán trú ăn trong 26 ngày. Đó, nhớ này, ăn ở đây trong bao nhiêu? 26 ngày. Thực tế nhà trường lại có thêm là bao nhiêu? 30 học sinh bán trú nữa, nên hỏi số gạo dự trữ đó sẽ đủ ăn cho bao nhiêu ngày. Đấy, vậy thì các em thấy nè, người ta dự trữ ở đây là gì? Cho 100 học sinh trong 26 ngày. Nhưng mà cái số học sinh này nó tăng 30 em nữa này. Vậy thì có nghĩa là học sinh này sẽ tăng bao nhiêu? Nó là 100 bao nhiêu? 30 học sinh. Đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ có nè. Thì yêu cầu mình tóm tắt đúng không? 100 học sinh sẽ ăn trong bao nhiêu đây? 26 ngày. Đúng không?
Đó. Vậy bây giờ tăng thêm 30 em nữa thì tức là sẽ là 130 học sinh nào. Thì sẽ ăn được trong bao nhiêu ngày? Đúng không? Đó. Vậy cũng giống như ở cái bài trên thì cái bài này chúng ta cũng sẽ giải được mấy? Được mấy cách? Cũng giải được hai gì? Hai cách, đúng không? Đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ mình sẽ tính cái cách đơn giản nhất ở đây nhé. Trước hết mình phải tính là gì? Thực tế nhà trường thì có thêm 30 học sinh nữa. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là số học sinh. Số học sinh gì các em? Thực tế của nhà trường này. Đúng không? Số học sinh thực tế của nhà trường. Tức là nó tăng thêm đúng không? Thực tế của nhà trường này. Thực tế của nhà trường sẽ là, các em sẽ lấy bao nhiêu? 100 em cộng với 30 em tăng thêm thì nó sẽ là 130 em học sinh. Được chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính bài toán này rút về gì? Đơn vị. Chúng ta sẽ tính 100 học sinh thì trong 26 ngày này. Vậy thì bây giờ mình sẽ tính nè. Vậy thì 1 học sinh này. Đúng không? 1 học sinh. 1 học sinh đó sẽ ăn hết số gạo. Ăn hết số gạo đúng không? Số gạo trong cái thời gian là à, cái sách này họ cứ chừa cho mình rất là ít về cái dòng này, này. Nên là làm nó bị bức bối về không gian đúng không các em? Trong cái thời gian là nhé, chúng ta nhớ viết nhỏ nhỏ lại. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy bao nhiêu? 26 ngày ở đây nhân với bao nhiêu? Nhân với 100 này. Vậy thì 100 mà nhân 26 chúng ta chỉ việc thêm mấy? Hai cái số 0. Vậy sẽ là 2600 ngày. Đúng không? Một học sinh mà ăn hết thì bằng này. Vậy thì bây giờ 130 học sinh chúng ta chỉ cần lấy gì? 2600 chia cho 1. 130. Đấy. Như vậy thì 130 học sinh. Thiếu giấy đấy các em ạ. 130 học sinh thì sẽ ăn hết nè số gạo nhá, trong cái thời gian là đó, các em sẽ lấy cái gì đây? 2600 các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 130. Như vậy mình sẽ bỏ đi được một số 0, đây số 0. Còn là 260, các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 13, đúng không? 26 chia cho 13 thì có phải bằng 2 không? Thêm số 0 nữa. Như vậy sẽ là bao nhiêu đây? 20 ngày. Được chưa? Đó, và đến đây thì các bạn ghi cho thầy đáp số thôi. Như vậy đáp số là 20 ngày nhá. Được chưa? Đó, vậy thì đây là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai cũng giống như ở cái bài trên thì chúng ta sẽ đưa cái bài toán này dạng gì? Dạng gì đây? Tìm tỷ số đúng không? Đấy, phương pháp tìm tỷ số. Cách 2. Cũng với cái phần này rồi. Tóm tắt như thế này nhá. Thì chúng ta cũng tính là số học sinh thực tế của nhà trường là đến đây là bao nhiêu? 130 em. Đúng không? Rồi. Vậy thì giờ chúng ta sẽ tính là 130 học sinh nè. Gấp bao nhiêu? Gấp 100 gì? Hay là so với 100 học sinh thì tăng bao nhiêu lần được? Gấp 100 học sinh số lần là, đúng không? Đấy, số lần là thì sẽ bằng bao nhiêu các em? 130 chia cho 100 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 130 trên 100 lần nhá. Được chưa? Đấy. Như vậy
thì chúng ta đã tìm được số gì? Số gấp như thế này rồi. Vậy thì 130 học sinh sẽ ăn hết số gạo. Đúng không? Ăn hết số gạo trong gì? Trong cái thời gian. Đúng không? Trong thời gian là, được chưa? Đó, như vậy các em sẽ lấy cái gì đây các em? Lấy 26, các em chia gì? Chia cho bao nhiêu? 130, chia cho 100. 130 này, chia cho 100. Cái này các em có thể rút gọn, nó sẽ bằng 13 phần 10, đúng không? Đúng không? Thì nó sẽ là bằng 26 nhân với 13. À xem nào, không phải, này chúng ta nhân đảo ngược lên nhé. Đây thầy phải làm từng bước ra đây, không có nhiều em lại không nắm được cái phần này nha. 26 này chia cho 130 trên 100 thì có phải là bằng 26 nhân với đảo ngược lên nhân cho 100 chia cho 130, đúng không? Đó. Học rồi đúng không? Sẽ bằng 26 nhân 100 chia cho 30. Vậy thì ở đây có một số 0 này. Đây số 0 này. Thì chúng ta chỉ cần là 26 nhân 10 chia cho bao nhiêu? Chia cho 13. Đúng không? Hãy rút gọn nó đi nhá. Vậy thì sẽ còn bao nhiêu? 26 nhân 10 thì sẽ là 260 chia cho bao nhiêu? Chia cho 13 thì có phải nó sẽ bằng 2 gì? 20 không? Được chưa? Đó. Như vậy kết quả ở đây cũng bằng bao nhiêu? 20. Và đơn vị đây là ngày. Đến đây chúng mình chỉ cần làm sao? Ghi đáp số. Xong chưa? Xong nhá. Đấy, vậy thì thầy cũng đưa chúng ta hai cái cách để chúng ta làm. Rồi, mình sẽ đến với cái bài số 3 này. Bài số 3 này. Để hút hết nước ở một cái hồ lớn thì phải dùng 5 máy bơm làm liên tục trong 18 giờ. Hỏi nếu muốn hút hết nước ở hồ đó trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm mấy máy bơm như thế. À, bài này hình như có vẻ dễ hơn bài kia. À, thì yêu cầu tóm tắt đây. Vậy mình phải ghi ra đây mới được các em ạ. Mình phải ghi cái số liệu ở đây thì mình mới sang trang bên mình làm được. Ta thấy nè, 5 máy bơm nè. 5 máy bơm thì sẽ hết bao nhiêu? 18 giờ. Đúng không? Vậy thì giờ ta hỏi mấy? 10 máy bơm thì sẽ hết bao nhiêu giờ? Đúng không? Chính xác không? À xin lỗi các em, đâu phải 10 giờ chứ. 10 giờ thì lại cần bao nhiêu máy bơm? Ta hỏi là 10 giờ thì lại cần bao nhiêu máy bơm? Đấy. Như vậy đây cũng chính là phần gì đây? Tóm tắt cái bài toán này. Vậy thì bài này có khác gì hai cái bài trên không các em? Chả khác gì đúng không? Cũng là hai cách gì? Hai cách chúng mình giải nè. Ta ghi lại lời giải ở đây. À, tóm tắt vào đây nhé. 5 máy bơm nè. 5 máy bơm. Hết 18 giờ. Vậy bây giờ muốn bơm trong máy 10 giờ thì sẽ cần bao nhiêu cái máy bơm? Đúng chưa? Đó. Được chưa? Rồi. Vậy thì đây cũng giải bằng mấy cách? Hai cách. Cách thứ nhất chúng ta cũng là tìm tỷ số. Và cách thứ hai là rút về đơn vị. Như vậy mình sẽ rút về đơn vị nha. Như vậy chúng ta sẽ tính nha. Muốn là gì? Hút hết trong 1 giờ thì cần số máy bơm. Đúng không? Muốn hút hết nước, các em viết nhỏ lại thôi, cố gắng tiết kiệm câu từ đi. Muốn hút hết nước, khỏi cần ghi ở hồ hay ở bể gì nữa nhá. Cái này là người ta gọi là hồ hay bể đây. Hồ đúng không? Muốn hút hết nước. Nếu em nào mà
Làm ra tập thì người ta sẽ ghi cho đầy đủ, hút hết nước ở hồ trong 1 giờ thì cần số máy bơm là, đúng không? Đây, thầy sẽ ghi này. Trong 1 giờ cần cái số máy bơm, viết nhỏ lại nhá, cần cái số máy bơm là. Đấy, thì chúng ta sẽ lấy cái gì đây các em? Lấy 18 nè, các em nhân với 5, đúng không? Như vậy 18 các em nhân 5, 8, 5, 40, 0 nhớ 4, 5, 1 là 5, nhớ 4 là 9, 90 máy bơm. Vậy thì trong 1 giờ thì hết, hay là cần 90 máy bơm, vậy thì giờ 10 giờ cần bao nhiêu? Đơn giản chưa? Đấy, vậy thì giờ chúng ta sẽ trả lời gì? Vậy thì 10 giờ này thì sẽ cần gì? Số máy bơm. 10 giờ sẽ cần cái số, số gì các em? Số máy bơm là, ghi ngắn gọn vậy đi, bởi vì cái sách này họ để cho mình cái dòng này quá nhỏ, đúng không? Nên là cái viết của các em cũng cần phải giảm những cái câu từ đi, được không? Rồi thì các em chỉ việc lấy cái gì đây? 90. Các em chia cho mấy? Chia cho 10 giờ. Như vậy 90 chia cho 10 thì chỉ cần gì? 9 máy bơm. Vậy thì 10 giờ thì cần thêm 9 máy bơm. À, ở đây ta còn chừa cái này thì mình xem nào. Xem cái ta hỏi. Trong 10 giờ thì phải bổ sung thêm. Vậy thì giờ họ đang có máy đây, 5 máy bơm rồi. Mà cần máy đây, cần 9 máy bơm. Vậy thì chúng mình phải cần tính số là gì? Máy bơm cần bổ sung, đúng không? Đấy, vậy thì số máy bơm. Đấy, người ta chừa những cái dòng dư này thì chúng ta phải biết ngay cái câu trả lời nhé. Kinh nghiệm làm bài nha các em. Số máy bơm cần bổ sung. Số máy bơm cần bổ sung sẽ là, các em sẽ lấy gì? 9 máy bơm là cần cho 10 giờ. Mà hiện giờ họ mới chỉ có máy đấy 5 cái thôi. Thì 9 trừ đi 5. Được chưa? 9 trừ 5 sẽ bằng mấy? 4. Như vậy chúng ta sẽ cần bổ sung thêm 4 cái máy bơm nữa thì mới đủ. Và chúng mình ghi đáp số, như vậy cần thêm 9 máy bơm. À xin lỗi, 4 máy bơm chứ. Viết ở đây mà lại nghĩ tới số 9, này thầy ghi số 9 thì xong luôn đó nha. Được chưa các em? Vậy thì đây là cách thứ nhất nhé, là rút về đơn vị, đúng không? Cách thứ hai, chúng ta cũng đã tóm tắt xong như thế này nè, thì chúng ta sẽ tính luôn cái gì? Rút về đơn, xin lỗi, tìm gì? Tìm tỷ số. Cách thứ hai mình sẽ làm theo hướng là gì? Tìm tỷ số nè. 18 giờ nè so với 10 giờ nó sẽ gấp bao nhiêu lần, đúng không? 18 giờ nè so với 10 giờ hay 18 giờ gấp 10 giờ số lần là cũng được. Gấp này 10 giờ số lần là cũng được nhé. Hoặc là 18 giờ so với 10 giờ gấp số lần là cũng vậy thôi. Được chưa? Thì các em sẽ lấy gì? Lấy 18 các em chia cho 10 thì nó sẽ là bao nhiêu? 18 phần 10 lần, đúng không? Đó, 18 phần 10 lần. Như vậy thì cái anh này nè, các em có thể rút gọn nó đi, chia cả tử và mẫu cho 2. 18 chia 2 được 9 nè, 10 chia cho 2 thì được 5. Nãy giờ chúng ta rút gọn thì không có như bài trước, chúng ta không rút gọn để làm đến cuối, nhiều em này không nắm được. Như vậy 18 lần gấp 10 lần là 9 phần 5 lần. Được chưa? Vậy thì giờ chúng ta sẽ tính được số gì? Số máy bơm, hay là 10 giờ cần số máy bơm là, được chưa?
cho thống nhất lời giải nhé. 10 giờ này, cần cái số máy bơm là, hoặc em nào đã ghi về số máy bơm thì số máy bơm cần trong máy 10 giờ là cũng được, đúng không? Chả có ảnh hưởng gì hết. Chúng mình sẽ lấy cái gì đây các em? 5 nhân với tỷ số của nó là 9/5. Như vậy 5 × 9/5 tức là gì? 5 × 9 là bao nhiêu? 9 × 5 45. 45 chia cho mấy? Chia cho 5 thì bằng mấy? 9. Như vậy 10 giờ thì cần 9 máy bơm. Được chưa? Vậy thì đến đây nó giống như đây rồi, đúng không? Mình sẽ trả lời số máy bơm cần bổ sung thôi. Số máy bơm cần bổ sung, đúng không nào? Sẽ là, các em sẽ lấy 9 trừ đi số hiện có là 5, được 4 gì? Máy bơm. Xong chưa? Đó, và đến đây chúng ta ghi đáp gì? Đáp số nhé. Như vậy sẽ cần máy 4 máy bơm. Ổn chưa các em? Ổn chưa? Hiểu không? Hiểu đúng không nào? Rồi. Đấy, như vậy anh ta đã thực hiện xong được cái bài số 18 và xem trước cho thầy bài 19 nha. Rồi, đừng quên chia sẻ kênh và video cho các bạn đang học chung lớp, chung trường với mình nhé.